Hello, mình xin chào cả các bạn ha. Hôm nay mình lại tiến hành xử lý một cái ca máy con 43W800C các bạn. Cái máy huyền thoại, cái máy được khá là nhiều người xài và trong những cái thời gian trước rất là hot nha các bạn. Thì cái máy này mình gặp cái hiện tượng của nó là nó bị lên chiếc Sony rồi nó cúp nó khởi động lại các bạn. Nó cứ lặp đi lặp lại hoài như vậy thì cái trường hợp này thì chắc chắn là nó hư bao bì xử lý rồi các bạn. Nhưng mà cái bao bì xử lý này nếu như mà các bạn làm quen hoặc là làm nhiều thì mình có thể sửa lại được nha các bạn. Mình sẽ giảm cái chi phí cái đầu vào thì cái giá mình hỗ trợ khách hàng, mình làm cho khách hàng nó sẽ êm hơn các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắm điện cho các bạn cùng xem cái máy của mình ha các bạn. Đây cái máy của mình, cái model này các bạn. Cái máy này cái model của nó là 43W800C ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện lại mình cho các bạn xem cái hiện tượng của nó này các bạn. Cái máy của mình là cắm vô là nó có cái, nó hiện cái chữ Sony này các bạn. Máy nó lên chữ Sony và sau đó nó không có khởi động lại được các bạn. Nó cứ treo chữ Sony một chút xíu sau là bắt đầu là nó có dấu hiệu là nó không có khởi động vào trong được. Cái này là giống như kiểu cái phần mềm của nó đó các bạn, nó bị lỗi á. Cái file khởi động nó không thể khởi động vào trong được mà nó chỉ có khởi động lên được cái chữ Sony thôi. Và nó cúp các bạn, thay vì giờ hiện tại nó khởi động cho chữ nó cúp đúng không, nó vô Android đó các bạn. Thì nó vô Android nó quay nó chưa có kịp vô thì nó lại khởi động lại chữ Sony. Đó. Đây là một cái dấu hiệu của cái bệnh là MC nha các bạn. Cái dấu hiệu của cái máy, cái bo khiển của mình nó bị lỗi của MC á, là nó sẽ bị cái hiện tượng như vậy. Thì đối với cái dòng máy này á, Sony này á, thì mình không có reset phím cứng được nha các bạn. Mà mình buộc phải thay MC hoặc là mình tận dụng con MC cũ các bạn. Đây bây giờ mình sẽ tháo cho các bạn xem là cái con MC nằm đâu các bạn ha. Cắm điện cho mình đo đạc sơ xem coi là cái bo khiển này của mình ấy là nó bị lỗi MC. Tại sao mình lại nói nó lỗi MC ha các bạn ha. Mình sẽ tiến hành mình đo đạc nữa các bạn. Cái khu vực này nè, cái khu vực này là cái nguồn cấp trước ha. Thì thường cái nguồn cấp trước này nó là 3V 3 nữa các bạn. Cái đồng hồ của mình nó lên được 3V 37 ha. Cái khu vực chỗ này nè là cái nguồn chính nữa các bạn, khoảng 1V nè. Đó, 1V cấp cho cái con CPU nè. Còn cái nguồn góc này nè là 5V. Đó, mình đo nó lên khoảng 5V ha. Còn cái nguồn này nè là nguồn cấp cho con RAM nha các bạn. Thì cái nguồn RAM này nó khoảng 1,5V nè. Đó, mình thấy đo nguồn là ok đủ hết. Đó, nguồn cho RAM là 1,5V đủ ha. Rồi bây giờ mình có trọng nhất là cái nguồn chính của nó, đây là cái nguồn cho con MC đây. Mình muốn thay con MC thì mình phải đo nguồn của nó nha các bạn. Cái nguồn này nó lên được 1V 79. Đó. Còn cái nguồn bên đây thì sao đây? 3V 3 ha. Thì con MC này nó chạy hai loại nguồn các bạn. Một cái nguồn 3V 3 và một nguồn 1V 8. Thì cái con này chính là con IC ổn áp RGU các bạn. Nó ổn áp từ cái nguồn 3V 3 bên đây này, nó ổn áp nó qua nó xuống còn 1V 8 ha. Thì cũng có nhiều trường hợp là cái con này nè nó hư nó làm mất nguồn 1V 8 nha các bạn. Nhưng mà đối với cái bo này thì mình thấy là cái con này nó hoạt động tốt, nguồn nó ra tất cả mọi thứ đều ok. Máy có hiện tượng là khởi động lại, thì cái việc đầu tiên khởi động lại á là nó có hai trường hợp ha các bạn ha. Thường là MC này chiếm rất là cao. Cái con MC mà cái Skyward này các bạn, cái con này hiệu này là tỷ lệ hư MC rất là cao nè. Hoặc là cái máy của mình nó bị chập cái lốc này nó cũng bị nha các bạn. Nó chập cái lốc này nó cũng sinh ra hiện tượng khởi động lại nè. Nhưng mà cái bo này của mình là nó có dấu hiệu là khởi động lại rất là nhanh. Cho nên là mình suy đoán là khả năng nó lỗi con này. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình thay con này cho các bạn cùng xem ha các bạn. Mình sẽ tiến hành mình tháo nó ra rồi mình đóng thử các bạn. Tháo ra xem rồi. Cái dòng bo này bây giờ đang rất là hot các bạn. Tại vì do màn hình bây giờ nó đang có dấu hiệu là rẻ, giá hợp lý đó các bạn. Cho nên là anh em người ta lên máy rất là nhiều. Tại vì con này nó 2K thôi các bạn. Con 800C này nó chỉ có 2K thôi. Nhưng mà nó lại có Android các bạn. À, cái hệ điều hành của nó là chạy hệ điều hành Android. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo con MC ra mình thay nha các bạn. Đây con MC này mình có mua sẵn được các bạn. Các bạn thấy là mình mua khá là nhiều ha. Một đống luôn. Thì do cái nhu cầu sử dụng con MC này của mình khá là cao nên mình mua con mới luôn các bạn. Các bạn thấy không? À, mới tinh luôn nè. Thì khi các bạn mua con mới về là chân tay ở dưới đây là toàn bộ là đều mới hết các bạn. Thì các bạn đóng vô nó rất là ok ha. À, rồi. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo con MC này ra nha các bạn. Rồi, mình cho nó qua một miếng mỡ đi các bạn. Để mình tháo cái bo của mình ra nó êm hơn ha. Nó không có mỡ thì cái bo của mình nó đôi khi nó dễ bị cái bệnh là quá nhiệt các bạn. À. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo con MC ra.
cái con RMC này các bạn, mình đóng quen, mình khò, mình cảm nhận các bạn ha. Mình cảm nhận được là lúc nào là nó bong ra được ha, chân chì nó chảy ra thì mình gấp nó lên nha các bạn. Đó. Các bạn thấy là sau khi mình tháo ra thì chân tay bên dưới là nó phải đều nha các bạn. Đây cái con RMC này mình tháo ra nè các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình xử lý cái chân bên dưới nha các bạn. Đây mình có cái dây đồng này là chuyên dụng nè các bạn, để mình vệ sinh chân ha. Cái này mình khò nó ra rồi mình phải làm bằng bên dưới các bạn. Tại vì cái chân con RMC mới của mình là nó có rồi. Đó. Bây giờ mình sẽ lấy hết cái bi này ra ha các bạn ha. Cái bi bên dưới này là cái bi nó còn sót lại các bạn, mình khò ra nó còn sót chì lại. Bây giờ mình sẽ làm bằng nó đi. Đó. Đó. Sau khi mình làm bằng đi là mình có thể đóng con mới vô được ha các bạn ha. Rồi, cái xe này là mới nè các bạn ha, không có chân nè. Chân nó đầy đủ hết ha, chân nó khá là đẹp. Mình xử lý cái chân bên dưới này xong rồi mình sẽ tiến hành mình đặt nó vô nha các bạn. Khi mình đặt cái con này vô á, là mình lưu ý cái khung của nó các bạn. Chung quanh này nó có 4 điểm nè các bạn thấy không? Đó. Nó có 4 điểm góc này, mình canh cho nó đều vô ha. Đó, mình canh cho nó đều 4 điểm vô. Chỗ này nó có số chấm này là tương ứng cho số 1 nằm đây nha các bạn. Đó, mình đóng là mình phải lưu ý á, nhiều bạn là tháo ra không để ý là đóng là sai chân, sai vị trí số chân số mấy là đóng vô không được ha. Rồi giờ mình tiến hành mình đặt nó vô. Đó, mình cảm thấy ok là mình khò vô thôi các bạn ha. Sau khi mình canh cái con RMC này của mình nó đều nữa các bạn, nó đều theo cái khung này ha. Thì bắt đầu mình sẽ tiến hành mình đóng nó vô các bạn ha. Một miếng cái nhựa thông sẵn rồi thì cái đầu nhíp này các bạn. Mình sẽ khò nó vô. Mình khò nó vô mình bao giờ mình cảm thấy mình cảm nhận là nó ăn rồi đó các bạn. Thì mình sẽ tiến hành mình cho nó miếng nhựa thông vô để cho cái bi nó được ăn tốt hơn nha các bạn. Cái lúc đầu là mình khò cho nó cao cao một xíu các bạn ơi. À, để cho nhiệt nó ăn xuống từ từ thôi, mình khò mà nhanh quá là nó chưa kịp chạy bi bên dưới bụng là cái lưng con chip là nó nổ các bạn ha. Cái lưng RMC là nó nổ luôn á. Bây giờ mình đang cho nó ăn nhiệt xuống từ từ nữa các bạn. Mình cứ bình tĩnh mình nhành nha, mình đóng thôi, rồi sau khi mình cảm nhận là nó ăn rồi mình sẽ chấm nó chung quanh ha. Đó mình chấm chung quanh. À, đó, nó rút nhựa thông vô. Nó rút nhựa thông vô nó sẽ ăn ok tốt hơn, nên mình lắc lắc thử chân của nó nữa các bạn. Đó mình thấy chân nó lắc, con RMC nó lắc đó. Sau khi mình đá lắc lắc như vậy là nó ok rồi các bạn ha. Mình lắc nó đẩy ra nó dịch lại là tốt rồi đó các bạn. Cho nó ăn kỹ xíu thì nó chắc ăn hơn đó các bạn. Rồi. Dùng cái quạt nhà mình sẵn có luôn nha các bạn. Đó, nhà mình sẵn có cái quạt này nè, cái quạt mục đích của mình là để nó hút cái khói hàn đó các bạn. Thì bây giờ mình cho nó tản nhiệt luôn. Đó, cho nó tản nhiệt cái bo của mình luôn các bạn. À, khi mình đóng xong thì mình đo sơ qua cái xem mình đóng chân có bị chập không nhớ các bạn. Mình đo trở kháng cái nguồn 3.3 nè. Đó. Mình thấy đồng hồ mình nó lên kim là cũng đạt các bạn. Rồi mình sẽ đo trở kháng cái nguồn 1.8. Rồi ok. Sau khi mình đo trở kháng hai cái này ok rồi mình sẽ tiến hành mình bỏ vô mình ráp vô máy mình test thử ha. Mình test thử xem coi chạy chưa, mình vệ sinh sau các bạn. Đóng vô máy rồi mình test thử xem coi là sau khi mình gắn đóng vô thì cái bo của mình nó chạy chưa nhé các bạn. Biết là cái con RMC này có nhận đúng cái T-com này không nữa. Nó không nhận thì nó xanh cam các bạn ha. Tại vì cái RMC này là RMC mình lưu từ một cái file gốc, một cái bo da các bạn. Người ta nạp vô cái con RMC mới cho nên là đôi khi mình đóng xong ấy là có hình tượng là lên xanh cam đó các bạn. Thì lúc đó mình phải chạy chương trình hoặc là mình cho nó nhận trực tiếp. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắm điện thử coi là thứ nhất là cái máy của mình nó chạy chưa ha. Rồi mình cắm thử mình xem coi lên hay chưa các bạn. Cắm vô mình xem coi là cái đèn báo của mình nó có hay chưa nè các bạn. Và cái con RMC mình nó nhận chưa ha. Đây mình đóng là có đèn trắng rồi các bạn ha. Mình cắm điện vô mình thấy là có đèn trắng rồi đó. Đó để mình xem coi nó có mở led không. Nó mở led là ok các bạn. Là mình đóng RMC là con là nó ăn chân rồi đó. Rồi mình đợi xíu coi là cái máy của mình nó có mở led hay không ha. Rồi nó có dấu hiệu mở led chạy rồi các bạn. Giờ mình sẽ mở lên mình xem coi nó chạy nó vô như thế nào các bạn ha. Cái này là cái con RMC này của mình đó các bạn. Là mình đóng vô là nó trùng với cái body com luôn các bạn.
nó đúng 43 inch luôn, nó trùng với cái Tecom zin của cái máy luôn. Cho nên là cái máy của mình nó khởi động được nha các bạn. Còn có nhiều bạn đóng vô mà nó bị lên xanh cam thì các bạn cũng không cần phải lo lắng quá nha các bạn. Các bạn chỉ cần chạy phần mềm lại để cho nó nhận vô cái màn hình của mình thôi. Chạy lại cái chương trình để cho cái bo khiển nó nhận vô cái Tecom là nó có thể chạy được nha các bạn. Rồi cái này mình xem coi là cái máy của mình nó lên rồi nè các bạn. Rồi sau khi mình đóng MC thì máy nó chạy ok tốt rồi nha các bạn. Các bạn nào mà gặp cái trường hợp cái máy mình bị như vậy thì các bạn có thể làm theo mình nha các bạn. Các bạn có thể đặt con MC các bạn mua về các bạn trải nghiệm các bạn làm ha. Nó cũng khá là thú vị các bạn. Cái bo mình sau khi mình xử lý xong được như vậy thì mình sẽ giảm được cái giá thành rất là nhiều cho khách hàng. À, mình sẽ tận dụng được những cái bo trong nhà mình sẵn có nha các bạn. Mình nghĩ cái những anh em làm thợ thì cái bệnh này thì gặp là khá là nhiều. Có thể là mỗi bạn có vài cái bo để trong tiệm nhưng mà đôi khi không biết làm gì các bạn ha. Thì mình có thể xử lý, mình đóng rồi mình tận dụng lại những cái bo này thì máy chạy rất là ok ha. Rồi mình xin chào tất cả các bạn ha. Mình hẹn các bạn ở những cái video mới, những cái bệnh mới nha các bạn.